Kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh hôm nay quay lại và tiếp tục giới thiệu cho bà con một cái nhãn hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật, đó là con Yanma FX28D. Vâng, đầu tiên chúng tôi đi một vòng cho bà con xem nhé. Đây là một cái thương hiệu, một cái nhãn hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản, đó là Yanma FX28. Đây chúng ta thấy mâm ốc vít như là bộ tới cầu thứ. Đấy, con xe này là zin 100% luôn nhé. Con này hàng nguyên mẫu luôn. Đây là phía sau của cái con FX này. Rồi, đây. Tôi đã đi qua một vòng cho bà con xem. Rồi một chút chúng tôi sẽ đi vào cụ thể. Đây nhá, đây là cái lớp trước này nhá. Chúng ta thấy là lớp trước con số cái thật là 818. Đây chúng ta thấy mâm móc quất. Con này có 28 mà lực có ta lái trợ lực như bà con. Rồi bây giờ tôi sẽ mở cho bà con xem cái máy bên trong, thì chúng ta thấy cái màu sơn riêng nó như thế này, rất là xinh xắc luôn. Đây là toàn bộ bên trong đây nhá. Chạy thử cho bà con xem luôn, cho cái sức mạnh con Yanma này như thế nào. Đây nè. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ dở cho bà con xem phía bên trái con FX này. Đây, rồi ok. Và đây là cái ghế ngồi chúng ta thấy như là cái bộ điều khiển cái đường giới nâng lên hạ xuống như 1, 2, 4 đó. Và đây là cái đồng hồ đây nhé, chỉ có là 7, 2, 6 giờ mà thôi. Đây 7, 2, 6 giờ. Rất mới luôn. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ chạy cho bà con xem nhé. Lớp sau này thì có thông số kỹ thuật là 13.6, 26. Chúng ta thấy mâm móc vít là xuất sắc. Đây chúng ta thấy là con FX này là bà con nhờ chúng tôi quay clip về con FX này rất nhiều. Bà con clip này cái dùng miền Trung này rất là nhiều. Vâng, chúng ta thấy lại là coi F28 có 28 mã lực là 2 cầu, rồi động cơ có 4 máy. Đây là một cái nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi tại Nhật, nó phù hợp cho việc cày bừa kéo xới rất là nhiều, phục vụ rất nhiều trong nông nghiệp. Và đây là cái phía sau đây nhé, chúng tôi đang đi phía sau, chúng ta thấy là cái ben nó đang nâng lên hạ xuống. Đúng rồi, có 2 thanh kiếm nữa mà chúng tôi gỡ ra, khi nào mua thì chúng tôi gắn 2 thanh kiếm vào. Đây cái trục nó đang xây luôn nhé, nó có 4 số, 1, 2, 3, 4 nhé. Rồi đây là số 2, số 3 và số 4. Rồi ok, máy tiếp tục chạy cho bà con xem. Đây, rất là tuyệt vời luôn. Chúng tôi trở lại đây là con Yanma FX28D nhé, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật. Con này có 28 mã lực loại 2 cầu. Con này là một cái dạng như số nhớt mà rất là ưa chuộng người bà con chúng ta ở miền Trung như Quảng Ngãi, chúng ta tìm kiếm cái loại FX này rất là nhiều, như FX28, FX30, FX32, FX42 rất là nhiều. Chạy rất là xuất sắc luôn. Con này là tại Nhật là người ta rất ưa chuộng, và bây giờ Việt Nam chúng ta cũng đã ưa chuộng cái loại này rất là nhiều, phù hợp cho việc cày bừa kéo xới chúng ta. Làm tất cả mọi thứ nó phục vụ rất là hữu ích trong việc năm của chúng ta. Đây chúng ta thấy là cái màu sơn xuất sắc luôn rồi bà con. Vâng, kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh, tôi là Đoàn Thanh Hiếu. Hôm nay chúng tôi giới thiệu bà con clip về con Yanma FX28 này nhé. Kênh chương trình của chúng tôi đến đây kết thúc. Và chúng tôi sẽ hẹn bà con lại một clip gần nhất nhé. Quay lại một lần nữa cho bà con xem nhé. Đây chúng ta thấy bây giờ là không có tiếng ồn, nói bà con nghe cho rõ hơn. Đây động cơ có 4 máy. Đây chúng ta thấy là rất là xuất sắc luôn. Con này là phù hợp cho việc cày bừa kéo xới, nó giúp hữu ích cho trong việc nông của bà con rất là nhiều. Vâng, chúng tôi đây là cái đầu cầu trước rồi nhé. Chúng ta thấy
Rồi clip của chúng tôi đây kết thúc nhé, và tạm biệt bà con, và hẹn gặp bà con một clip gần nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các sản phẩm của chúng tôi đến từ Nhật, Mỹ và Anh. Và trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.